Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, có hàng vạn cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã diễn ra khắp nơi trên thế giới. Có vô số lý do đa dạng dẫn đến việc đổ máu. Có những cuộc chiến tranh bắt nguồn từ những tranh chấp về lợi ích kinh tế, song cũng có những cuộc chiến nảy sinh do tranh chấp về lãnh thổ. Hôm nay, hãy cùng Sử Đồ thực hiện cuộc du hành thời gian ngược về quá khứ để tìm hiểu về cuộc chiến tranh đầu tiên trong chuỗi những cuộc chiến khởi nguồn bởi lý do tôn giáo. Đó là cuộc thập tự chinh thứ nhất. Trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Bối cảnh châu Âu và Trung Đông trước khi thập tự chinh diễn ra. Theo những nghiên cứu của các nhà sử học, thì phần lớn các cuộc thập tự chinh diễn ra đều có liên quan trực tiếp đến vấn đề tôn giáo. Ngoài ra, nó còn liên quan đến tình hình chính trị và xã hội của châu Âu nói chung và Trung Đông nói riêng trong thế kỷ 11. Kitô giáo đã lan khắp châu Âu, châu Phi và Trung Đông vào thời cổ đại. Song bước sang thế kỷ thứ 7, những người đứng đầu đạo Hồi tiến hành các cuộc trường chinh nhằm xâm chiếm các vùng đất mới. Từ năm 660 đến năm 710, các giáo sĩ Hồi giáo đã chiếm được một phần lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 720, những kỵ binh Hồi giáo chiếm Tây Ban Nha, rồi thọc sâu vào đến tận lãnh thổ Pháp. Từ năm 830 đến 976, Sicilia và miền Nam Ý cũng rơi vào tay người Hồi giáo. Lúc bấy giờ, những đoàn hành hương của tín đồ Kitô giáo về các miền đất thánh, mà trong đó Palestine là nơi thiêng liêng nhất, bắt đầu phổ biến từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 11, đã trở nên rất thịnh hành. Người thổ Seleuk Hồi giáo không có ý ngăn cản những đoàn hành hương, nhưng họ thu rất nhiều loại thuế, phí, gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Kitô giáo. Cũng sang thế kỷ 11, đế quốc Đông La Mã chỉ còn lại một vài vùng đất ở châu Âu. Lúc này, nguy cơ người Hồi giáo tràn sang phía Tây đã hiện hữu đối với người Kitô giáo, đặc biệt là sau khi quân đội Seleuk đánh bại quân Byzantine trong trận Magicus năm 1071 và bắt được cả hoàng đế Romanus đệ tứ, thì con đường tiến về Constantinopolis đã được khai thông. Suleiman, một thủ lĩnh người Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh của ông, thậm chí còn định cư ngay tại Niase, chỉ cách Constantinopolis vài dặm, để giành lại các vùng đất đã mất ở Tiểu Á, đồng thời đánh đuổi những bộ lạc người Seljuk lúc này đang tràn ngập bán đảo. Hoàng đế Alexis đệ nhất của Đông La Mã đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Tây, song không đạt được kết quả như mong muốn. Hoàng đế Alexis đệ nhất sau đó lại phái một sứ giả vượt biển Adriatic sang Vatican ý kiến giáo hoàng để kêu gọi sự giúp đỡ. 8 tháng sau, vào ngày 27 tháng 11 năm 1095, tại hội nghị giám mục Clement, giáo hoàng Urban đệ nhị đã công kích sự bạo hành hung hăng của người Hồi giáo đang xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc Byzantine, đồng thời kêu gọi các hiệp sĩ, hoàng tử phương Tây và tín đồ Kitô giáo đến giúp đỡ tín hữu Kitô giáo phương Đông và giành lại những vùng đất thánh đã mất. Sự kiện này đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc thập tự chinh lần thứ nhất trong lịch sử. Diễn biến của cuộc thập tự chinh lần thứ nhất. Vào cuối năm 1095, đầu năm 1096, vài tháng trước khi cuộc thập tự chinh chính thức xuất phát, thì các cuộc tấn công vào các cộng đồng người Do Thái ở Pháp và Đức đã nổ ra. Trong tháng 5 năm 1096, Emicho xứ Florin đã tấn công người Do Thái tại Speyer và Worms. Cũng vào cuối tháng này, các thập tự quân không chính thức khác từ Schwaben do Hartmann xứ Dillingen, Rogo và Nestle và William Carpenter chỉ huy, cùng với nhiều người dân địa phương, tham gia cùng với Emicho trong việc tiêu diệt cộng đồng Do Thái xứ Mainz. Tại Mainz, vị thủ lĩnh tôn giáo người Do Thái là Calonymus Ben Mesulam đã tự sát để khỏi bị rơi vào tay quân thập tự. Sau đó, đội quân thập tự của Emicho đã tiến vào Cologne, Trier, Metz và các thành phố khác. Một đội quân khác được dẫn đầu bởi linh mục Fogma cũng tiếp tục tấn công vào người Do Thái ở phía đông Bohemia. Cuối cùng, đội quân của Emicho còn tiếp tục tiến vào Hungary, song đã bị đánh bại bởi quân đội của Coloman, vua của Hungary. Đến tháng 8 năm 1096, bốn đội quân thập tự chinh chính thức rời châu Âu để đến Constantinopolis. Từ giữa tháng 11 năm 1096 đến tháng 4 năm 1097, quân thập tự đã lần lượt tập hợp bên ngoài bức tường của thành phố. Các đội quân thập tự chinh vượt qua eo biển Bosporus và tiến vào Tiểu Á trong nửa đầu năm 1097, rồi hợp nhất với đội quân đông đảo được lãnh đạo bởi một thầy tu ẩn giật người Pháp tên là Pierre Elmitte. Ngoài ra, hoàng đế Alexius cũng đã gửi tướng Manuel Botomitis và Tatikios để đến hỗ trợ các đạo quân viễn chinh.
Mục tiêu đầu tiên của chiến dịch là phải chiếm được Nika, một thành phố vốn nằm trên bờ biển phía đông hồ Isnik. Kết quả là Sultan Kiri Aslan đệ nhất, người đứng đầu Nika, cảm thấy quân thập tự không phải là một mối đe dọa quá lớn, nên đã đi về phía đông để chống lại triều đình Danishmend, lúc này đang kiểm soát vùng Melitene. Sau đó, quân thập tự trinh đã kéo đến rồi bắt đầu bao vây thành phố từ ngày 14 tháng 5 năm 1907. Nghe tin báo, Aslan đã gấp rút quay trở về Nika và tấn công vào quân thập tự vào ngày 16 tháng 5, song đã nhận lấy thất bại. Sau thất bại này, một đội quân tiên phong của Kili Aslan đã tiếp tục bị đánh bại bởi quân đội thập tự của Raymond và Robert vào ngày 20 và ngày 21 tháng 5. Tiếp đó, quân đội thập tự trinh lại đánh bại Kili trong một trận chiến kéo dài, buộc vị quốc vương người Thổ này phải rút lui khỏi Nika. Các đoàn quân viễn chinh rời Nika vào ngày 26 tháng 5. Chiến thắng đầu tiên ở Nika trước quân Thổ đã khiến tinh thần của quân thập tự lên cao hơn bao giờ hết. Ngày 29 tháng 6, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Kili Aslan đệ nhất và đồng minh Hassan của Cappadocia đã lên kế hoạch cho một cuộc phục kích ở gần Dorylaeum. Biết được kế hoạch này, các đội quân thập tự trinh đã chia thành hai nhóm. Vào tối ngày 30 tháng 6, sau một cuộc hành quân 3 ngày, đội quân của Bohemian hạ trại trên một đồng cỏ ở phía bờ bắc của sông Tibres gần thị trấn Dorylaeum đổ nát. Ngày 1 tháng 7, quân đội của Kili Aslan ở bên ngoài Dorylaeum đã bao vây lực lượng quân thập tự của Bohemian rồi tấn công một cách bất ngờ vào lúc bình minh. Các cuộc phản công lẻ tẻ của quân thập tự đã không thể ngăn chặn được người Thổ. Bohemian ra lệnh cho hình thành một tuyến phòng thủ ở trung tâm của trại rồi phái sứ giả đến các đội quân thập tự trinh khác. Nhận được tin cầu cứu ngay sau giữa trưa, Godfrey đã đến để tăng viện cho Bohemian. Tiếp đó, quân thập tự đã hình thành đội hình chiến đấu với Bohemian: Tancred, Robert của Normandy và Stephen ở cánh trái, Raymond, Robert của Flanders ở trung tâm và Godfrey và Hook ở bên phải. Tuy vậy, thế trận giằng co vẫn kéo dài mãi tới tận chiều khi quân thập tự có thêm trợ giúp. Lực lượng của Adhama, một thủ lĩnh của quân thập tự được giáo hoàng lựa chọn, đã đổ vào trại của người Thổ Nhĩ Kỳ và tấn công từ phía sau, khiến quân Thổ khiếp sợ rồi bỏ chạy. Như vậy là một lần nữa, quân thập tự giành chiến thắng trước Kili Aslan. Thêm vào đó, kho vàng bạc thu giữ được của quân Thổ cũng đã khiến quân thập tự trở nên giàu có hơn. Đến ngày 20 tháng 10, quân thập tự trinh đã kéo đến bờ sông Orontes bên ngoài thành Antioch. Lúc này, ba vị thủ lĩnh chính của quân thập tự lại có những sự bất đồng. Trong khi Raymond muốn tổ chức một cuộc tấn công trực tiếp, thì Godfrey và Bohemian lại muốn tiến hành một cuộc bao vây thành phố. Vào giữa tháng 10, Tancred, cháu của Bohemian, đến nơi với quân tiếp viện đã đi vào cảng tại Saint-Simon, đưa thêm thực phẩm vào quân nhu. Cuộc bao vây thành Antioch kéo dài đến tháng 12. Godfrey đã bị bệnh, còn thực phẩm dần cạn kiệt mà mùa đông lại đến gần. Cộng với việc một trận động đất diễn ra vào cùng thời gian đã khiến nạn đói diễn ra trong trại của quân thập tự, làm cho 1/7 số quân thiệt mạng. Đến tháng 1 năm 1098, một hạm đội được dẫn đầu bởi Edgar Atheling, nhà vua bị lật đổ của nước Anh, đã đến bên Saint-Simon từ Constantinople, nơi Edgar đang sống lưu vong nhằm hỗ trợ cho quân thập tự. Các cuộc bao vây của quân thập tự với thành Antioch vẫn tiếp tục. Và vào cuối tháng 5 năm 1098, một đội quân Hồi giáo từ Mosul dưới sự chỉ huy của Kerboga tiến đến gần nơi này. Quân thập tự biết rằng họ buộc phải chiếm được thành phố trước khi Kerboga, thủ lĩnh của người Thổ đến, nếu họ muốn có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Bohemian bí mật liên hệ với Firoz, người chỉ huy tháp hai chị em, và mua chuộc anh ta mở cửa thành. Sau đó ông đi đến chỗ các thập tự quân khác và chỉ cho họ cách vào thành thông qua Firoz, nếu họ đồng ý để cho ông ta cai quản thành phố. Mặc dù vậy, vào ngày 2 tháng 6, Stephen của Blois và một số các quân viễn chinh khác từ bỏ quân đội. Sau đó, Firoz đã hướng dẫn Bohemian để giả vờ tạo ra một cuộc hành quân nhằm đánh chặn Kerboga và sau đó quay trở lại và tấn công thành phố vào ban đêm. Chiến thuật này đã thành công ngoài mong đợi, khiến thống đốc thành Antioch phải chạy trốn, song hắn đã bị bắt lại không lâu sau đó. Vào ngày 3 tháng 6, quân đội thập tự đã kiểm soát hầu hết thành phố, trừ thành lũy vẫn nằm trong tay của Sam As-Dawla, con trai của Yaghi Siyan. Kerboga lãnh đạo quân tiếp viện đến thành phố vào ngày 5 tháng 6. Sau đó, Kerboga đã cố gắng để tấn công thành phố vào ngày 7 và 9 tháng 6, song chỉ nhận được sự thất bại. Vào ngày 28 tháng 6, các đội quân viễn chinh xuất hiện từ các cổng của thành phố.
một đội quân đã được tung ra để tấn công vào cánh trái của quân thập tự chinh. Song tình hình cũng không mấy khả quan. Trận chiến diễn ra rất nhanh trước khi quân đội thập tự đối mặt trực tiếp với đội quân của Kuboga. Thì Duquat và các tiểu vương Hồi giáo khác đã phản bội rồi mang quân đội trở lại vùng đất riêng của họ, khiến quân đội của người Hồi giáo phải rút lui ngay sau đó. Sau khi Kuboga bỏ chạy, thành trì dưới sự chỉ huy của Merwan Ahmed cuối cùng đã đầu hàng, nhưng chỉ hạ vũ khí trước cá nhân Bohemond, chứ không phải trước toàn bộ quân thập tự. Theo dự kiến, Bohemond tuyên bố thành phố Antioch là của mình, mặc cho sự phản đối của Athelma và Raymond. Trong tháng 9 năm 1098, các lãnh tụ khác của cuộc thập tự chinh đã viết cho giáo hoàng Urban đệ nhị, yêu cầu ông nắm quyền kiểm soát thành phố Antioch, nhưng đã bị từ chối. Cuối cùng, đến tháng 11 cùng năm, Raymond đã trao hoàn toàn quyền quản lý thành phố cho Bohemond vì mục đích duy trì hòa bình trong thập tự chinh. Đến đầu tháng 3 năm 1099, quân thập tự lại bắt đầu một cuộc viễn chinh mới đến trung tâm của đất thánh là Jerusalem. Trên đường hành quân, họ đã bao vây Aqua suốt 2 tháng, đến ngày 13 tháng 5, song không có thu hoạch gì. Triều đình Fatimid đã cố gắng để thương lượng hòa bình với điều kiện là các thập tự quân không được tiếp tục hướng tới Jerusalem, song những điều này đều bị bỏ ngoài tai. Ngày 6 tháng 6, Godfrey đã từ Tancred và Gaston đánh chiếm Bethlehem. Đến ngày 7 tháng 6, thập tự quân đã trông thấy thành phố Jerusalem ngay trước mắt sau một chuyến hành quân dài. Cũng như ở Antioch, khi quân thập tự tiến tới thành phố, họ cũng tiến hành một cuộc bao vây. Theo đó, Godfrey, Robert của Flanders và Robert của Normandy thì bao vây các bức tường phía bắc tới tận tháp David, trong khi Raymond lập trại từ phía tây, từ tháp David đến tận núi Zion. Do thiếu thốn lương thực xung quanh Jerusalem, quân thập tự đã quyết định thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào các bức tường trong ngày 13 tháng 6, song đã thất bại. Trong suốt cuộc bao vây, rất nhiều cuộc tấn công khác đã được tiến hành vào các bức tường, nhưng tất cả đều bị đẩy lui. Sáng ngày 15 tháng 7, chiếc tháp công thành của Godfrey đã đến được những bức tường gần cổng góc đông bắc. Khi những lính thập tự chinh khác đột nhập được vào thành phố, binh lính Hồi giáo bảo vệ cổng thành đã đầu hàng Raymond. Jerusalem chính thức thất thủ trước quân đội thập tự. Có nhiều tài liệu cho rằng quân thập tự đã tiến hành một cuộc thảm sát đẫm máu với người Hồi giáo và người Do Thái trong Jerusalem. Sau khi chiếm được Jerusalem, quân đội thập tự lại chịu một mối đe dọa khác bởi triều đình Fatimid của Ai Cập không đời nào chịu từ bỏ vùng đất này một cách dễ dàng, mà sẽ tấn công họ để đòi lại quyền kiểm soát thành phố. Ngày 10 tháng 8, Godfrey dẫn đầu lực lượng thập tự quân còn lại ra khỏi Jerusalem và hướng tới Ascalon. 50.000 quân của triều Fatimid được dẫn đầu bởi thầy tướng Al-Afda Sahansa có ý định bao vây quân viễn chinh ở Jerusalem. Để thực hiện được mục đích này, Al-Afda đóng trại ở vùng đồng bằng Al-Maidan trong một thung lũng bên ngoài Ascalon, chuẩn bị để tiếp tục hành quân đến Jerusalem. Trong lúc này, quân đội thập tự đã được chia thành nhiều cánh. Cụ thể, Godfrey chỉ huy bên cánh trái, Raymond bên cánh phải, Tancred, Robert của Normandy và Gaston đệ tứ của Bean đã tạo thành cánh trung tâm. Người Ethiopia tấn công vào đội hình trung tâm của quân thập tự chinh, trong khi đội quân tiên phong của triều đình Fatimid dùng mưu để đánh lừa và bao vây ở phía sau quân đội thập tự. Mặc dù có thế mạnh số đông, song quân đội của Al-Afda lại dường như không thiện chiến và nguy hiểm bằng các đội quân Seleuc mà quân viễn chinh đã gặp phải trước đó. Do vậy, quân Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Al-Afda đã nhanh chóng thua trận rồi rút chạy. Mặc dù trận chiến Ascalon là một chiến thắng của quân thập tự chinh, song thành phố này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của triều đình Fatimid và cuối cùng nó lại được tăng cường các đơn vị đồn trú. Kết quả của cuộc thập tự chinh lần thứ nhất. Sau chiến thắng tại Ascalon, đội quân thập tự chinh còn lại đã hành quân về châu Âu. Nhìn chung, cuộc thập tự chinh đầu tiên đã thành công trong việc thành lập các thành bang độc lập, bao gồm Vương quốc Jerusalem, lãnh địa bá tước Tripoli, lãnh địa thân Vương quốc Antioch và lãnh địa bá tước Edessa. Điều này trái ngược với mong muốn ban đầu của đế quốc Byzantine. Hoàng đế muốn lấy lại được các lãnh địa đã mất này, chứ không phải là trao chúng cho người Công giáo Latin để thành lập vùng tự trị. Do vậy, bản chất của cuộc thập tự chinh đầu tiên này là phòng thủ hay tấn công vẫn còn gây tranh cãi. Tuy đạt được những thành công lớn, song cuối cùng quân thập tự vẫn phải rời khỏi đất thánh Jerusalem. Liệu rằng những cuộc thập tự chinh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng đón xem video sau của Sử Đồ nhé! Nguyên nhân của cuộc thập tự chinh lần thứ hai. Sau cuộc thập tự chinh lần thứ nhất, có 3 quốc gia thập tự đã hình thành ở miền đất hứa Trung Đông là Vương quốc Jerusalem,
công quốc Antioch và quận Edessa. Lúc bấy giờ Edessa là quận xa nhất về phía bắc, đồng thời cũng là quận yếu nhất và ít dân cư nhất. Nên việc Edessa trở thành miếng mồi béo bở của các quốc gia Hồi giáo lân cận, Otoquist, Seljuk, cũng là lẽ dĩ nhiên. Joscelin đệ nhị, sau khi trở thành bá tước cầm quyền của Edessa, đã quyết định liên minh với chính kẻ thù bấy lâu nay của mình là vương quốc Diyarbakır của triều Otoquist để tránh được tình thế là kẻ đơn độc ở vùng đất thánh, đồng thời để chống lại sức ép và ảnh hưởng ngày càng tăng của Zengi, người đang nắm quyền cai trị Mosul và Aleppo. Joscelin đề nghị đã nhanh chóng hội quân cùng vương quốc Diyarbakır trong cuộc tấn công vào Aleppo. Nắm được ý định đó, Zengi đã chia đội quân của mình thành hai cánh để đồng thời bảo vệ Aleppo và tấn công vào Edessa. Khi Joscelin đề nghị biết về việc Edessa bị bao vây, ông đã cho quân đội của mình dừng lại ở Tobesel để kêu gọi sự giúp đỡ từ các thành bang thập tự chính khác, song chỉ nhận được sự giúp đỡ rất nhỏ giọt từ phía vương quốc Jerusalem. Lúc này, ở Edessa, Zengi cho bao vây toàn bộ thành phố rồi bắt đầu tiến hành phá hủy các bức tường thành bằng những tháp công thành mà mình đã ra lệnh xây từ trước đó. Cư dân của Edessa chống cự dưới sự chỉ huy của các tổng giám mục, song những tòa tháp của thành phố không được bố trí phòng thủ đủ mạnh nên quân của Zengi đã xông vào thành phố, giết chết tất cả những người không thể chạy trốn. Hàng ngàn người khác bị chết ngạt hoặc dẫm đạp đến chết vì hoảng sợ, kể cả tổng giám mục Hooks. Như vậy, phía bắc Edessa, một trong những thành quả của cuộc thập tự chinh lần thứ nhất, đã bị người Hồi giáo chiếm giữ vào cuối năm 1144. Trong tháng 1 năm 1145, thừa thắng xông lên, Zengi đã chiếm luôn Sarzui, rồi bao vây Birezik. Nhưng lúc này, quân đội của vương quốc Jerusalem cuối cùng đã đến và hội binh với Joscelin và công quốc Mosul đang bị đặt trong vòng nguy hiểm. Do vậy, Zengi đã nhanh chóng quay về Mosul và không tấn công vào phần còn lại của Edessa nữa. Joscelin đệ nhị tiếp tục trị vì phần còn lại ở phía tây của công quốc ở bên kia sông Euphrates từ Tebesel. Sau khi tin tức về sự sụp đổ của Edessa trong tay người Hồi giáo đến được châu Âu, thì giáo hoàng Eugenius đệ tam đã kêu gọi cuộc thập tự chinh thứ hai vào ngày 1 tháng 12 năm 1145. Sau khi lời kêu gọi được đưa ra, khoảng 60.000 quân thập tự chinh đã sẵn sàng khởi hành. Cuộc thánh chiến thứ hai của những chiến binh Cơ Đốc giáo chính thức bắt đầu. Diễn biến của cuộc thập tự chinh lần thứ hai. Sau khi Zengi bị một nô lệ ám sát trong năm 1146, Joscelin đệ nhị đã nuôi tham vọng khôi phục hiện trạng Edessa như ban đầu. Tuy nhiên, kế hoạch chiếm Edessa vào tháng 10 năm 1146 của Joscelin đã thất bại bởi quân đội của ông đã không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ những thành bang thập tự chinh khác. Đoàn quân chinh phạt ít ỏi của ông nhanh chóng bị đánh bật khỏi Edessa bởi Arnodin, người thừa kế ngai vàng của Zengi trong tháng 11. Cuộc thập tự chinh của những nhà vua. Edessa hoàn toàn thất thủ trong tay của quân đội Hồi giáo, khiến quân đội thập tự ở châu Âu sôi sục ý chí tiến quân về đất thánh. Cuộc thập tự chinh lần này được đích thân vua Đức Conrad đệ tam và vua Pháp Louis đệ thất lãnh đạo. Sau cuộc gặp gỡ vào ngày 16 tháng 2 năm 1147 tại Etampes, lộ trình hành quân của quân thập tự đã được quyết định. Theo đó, quân Đức đã quyết định đi bộ qua Hungary, còn quân Pháp sẽ theo sau Conrad và sẽ lên đường vào ngày 15 tháng 6. Vào tháng 5 năm 1147, đội quân thập tự chinh đầu tiên rời Dartmouth ở Anh đến đất thánh. Thời tiết xấu buộc các con tàu phải dừng lại trên bờ biển Bồ Đào Nha tại thành phố Porto vào ngày 16 tháng 6 năm 1147. Sau đó, những người lính thập tự chinh này đã đồng ý giúp nhà vua Bồ Đào Nha tấn công Lisbon và các thành phố của người Mo khác. Những người lính này sau đấy còn được phép định cư tại đây nên rất nhiều người đã ở lại. Chỉ một phần nhỏ là tiếp tục cuộc hành trình đến đất thánh của mình. Những người lính thập tự chinh Đức lúc này cũng đã xuất phát đến Tiểu Á và dự định gặp quân Pháp ở Constantinople. Ottokar đệ tam của Styria tham gia với Conrad tại Vienna và kẻ thù của Conrad là nhà vua Geza đệ nhị của Hungary đã cho phép quân đội thập tự đi qua mà không gây ra bất cứ cản trở nào. Khi quân thập tự Đức đến lãnh thổ Byzantine, một cuộc giao tranh ngắn giữa một số người Đức ngỗ ngược và người Byzantine đã xảy ra gần Philippopolis và Adrianople. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 9, quân thập tự đã đến được Constantinople. Một trận đánh diễn ra ngay sau đó tại đây với quân Byzantine đã khiến quân thập tự Đức hiểu rằng họ cần đến Tiểu Á càng nhanh càng tốt. Tại Tiểu Á, Conrad quyết định không đợi quân Pháp mà tiến quân về phía Iconium. Conrad chia quân đội của mình thành hai sư đoàn. Theo đó, Conrad dẫn theo các hiệp sĩ và những đội quân tốt nhất hành quân trên bộ
và cử cánh quân còn lại đi theo đường ven biển dưới sự chỉ huy của Otto. Đến ngày 25 tháng 10, vua Conrad và quân thập tử Đức đã có cuộc chạm trán đầu tiên với quân đội Hồi giáo trong trận chiến ở Dorylaeum. Trong trận chiến, quân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng chiến thuật điển hình của họ là giả vờ rút lui và sau đó quay trở lại tấn công lực lượng kỵ binh nhỏ của Đức đã tách khỏi đội quân chủ lực để đuổi theo họ. Quân đội của Conrad đã thất bại trước chiến thuật này và buộc phải rút lui chậm rãi trở về Constantinople. Tại đó, quân thập tử vẫn không tránh khỏi những cuộc quấy rối hàng ngày của người Thổ Nhĩ Kỳ. Bản thân Conrad cũng bị thương trong một cuộc giao tranh với họ. Một bộ phận khác của lực lượng Đức do giám mục Otto của Freising chỉ huy đã hành quân về phía nam đến bờ biển Địa Trung Hải và cũng đã bị đánh bại tương tự vào đầu năm 1148. Phần lớn lực lượng của Otto hoặc bị giết trong trận chiến, hoặc bị bắt và bị bán làm nô lệ. Trong khi đó, những người lính thập tự chinh Pháp đã khởi hành từ Metz vào tháng 6 năm 1147, dẫn đầu bởi nhà vua Louis cùng với nhiều quý tộc khác. Tại Worms, Louis tham gia cùng quân thập tự chinh từ Normandy và Anh. Họ đi theo con đường của Conrad một cách khá yên bình, mặc dù Louis xung đột với vua Geza của Hungary khi Geza phát hiện ra rằng Louis đã cho phép một kẻ soán ngôi Hungary gia nhập quân đội của mình. Kể từ cuộc đàm phán ban đầu giữa Louis và Manuel đệ nhất, vua của người Byzantine về vấn đề hỗ trợ lực lượng, Manuel đã cắt đứt chiến dịch quân sự của mình chống lại Rum và ký hiệp định đình chiến với Sultan Mesut đệ nhất, kẻ thù của mình, để tự do tập trung vào việc bảo vệ đế chế của mình khỏi quân thập tự chinh. Tuy nhiên, quan hệ của Manuel với quân đội Pháp có phần tốt hơn với quân Đức, bởi trên thực tế hầu như không có bất cứ cuộc giao tranh nào giữa người Byzantine với lực lượng quân thập tự Pháp tại Constantinople. Khi quân đội từ Savoy, Uvergy và Montferrat gia nhập với quân thập tự do Louis dẫn đầu ở Constantinople, họ đã đi tàu qua eo biển Bosporus đến Tiểu Á. Khác với cuộc thập tự chinh đầu tiên, trong trận chiến tại Tiểu Á lần này, quân đội thập tự Pháp lẫn Đức không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ phía người Byzantine. Sau khi đặt chân lên Tiểu Á, quân thập tự Pháp đã gặp tàn quân thảm bại của Conrad tại Lopadien và số quân thập tự Đức ít ỏi còn sót đã gia nhập vào lực lượng của Louis. Họ cũng đi theo con đường của giám mục Otto, tiến gần đến bờ biển Địa Trung Hải rồi đến Ephesus vào tháng 12 năm 1147. Trong khi Conrad bị ốm và trở về Constantinople, thì Louis dường như không để ý đến những lời cảnh báo về một cuộc tấn công của quân đội Hồi giáo người Thổ mà vẫn tiếp tục cuộc hành quân ra khỏi Ephesus cùng với những lực lượng thập tự quân người Pháp và Đức còn lại. Người Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã chờ đợi để tấn công, nhưng trong trận chiến ở Ephesus vào ngày 24 tháng 12 năm 1147, quân thập tự Pháp đã giành chiến thắng. Ngay sau đó, quân Pháp cũng thành công chống lại một cuộc phục kích khác của quân Thổ trong trận Meander. Quân thập tự đến thành phố Laodice ở sông Lycus vào đầu tháng 1 năm 1148. Ngay sau khi quân đội của Otto bị tiêu diệt trong cùng một khu vực, khi tiếp tục cuộc hành quân, một đội quân thập tự tiên phong dần trở nên tách biệt khỏi phần còn lại của lực lượng thập tự trong trận Mount Cadmus, nên đã dẫn đến những tổn thất nặng nề cho Louis vào ngày 6 tháng 1 năm 1148 trước quân đội Hồi giáo. Sau đó, khi quân thập tự Pháp tiến đến Adalia, lực lượng quân Thổ đã liên tục quấy rối từ xa bằng cách đốt phá đất đai để họ không thể bổ sung lương thực. Louis quyết định tập hợp một hạm đội tại Adalia và đi thuyền đến Antioch, nhưng dường như đoàn quân thập tự lần này không những không nhận được sự giúp đỡ của quân Byzantine mà còn bị thiên nhiên quay lưng. Cơn bão sau đó đã khiến kế hoạch đến Antioch của Louis tan vỡ. Như vậy, hầu hết quân đội thập tự Pháp đã bị tiêu diệt bởi người Thổ. Hồi kết của cuộc thập tự chinh lần thứ hai. Mặc dù bị trì hoãn bởi các cơn bão, song cuối cùng tàn quân của Louis cũng đã đến Antioch vào ngày 19 tháng 3. Raymond lúc bấy giờ vô cùng mong đợi sự xuất hiện của Louis để thực hiện cuộc chiến chống lại Aleppo, thành phố Hồi giáo đóng vai trò là cửa ngõ vào Edessa. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Louis đã từ chối lời đề nghị này. Thay vì tập trung vào những chiến dịch quân sự, quân thập tự Pháp rệu rã chỉ mong muốn kết thúc cuộc hành hương đến Jerusalem một cách nhanh chóng. Louis rời Antioch đến Tripoli, thành quả cuối cùng còn sót lại của quân đội cơ đốc sau cuộc thập tự chinh lần đầu tiên. Trong khi đó, Otto của Freising và tàn quân của ông ta đến Jerusalem vào đầu tháng 4 và Conrad cũng đến ngay sau đó. Giới quý tộc ở Jerusalem vô cùng hoan nghênh sự xuất hiện của quân đội thập tự đến từ châu Âu. Và theo quyết định của Hội đồng Acre vào ngày 24 tháng 5 năm 1148, thì Edessa, mục tiêu trọng tâm ban đầu của quân đội thập tự sẽ được thay thế thành Damascus, một đồng minh cũ của vương quốc Jerusalem, nhưng đã chuyển lòng trung thành với người Hồi giáo Mosul.
để đối phó với sự xuất hiện của những quân đoàn thập tự. Nhiếp chính Muin Adin Unner đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh bằng việc củng cố các công sự của Damascus. Unner đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người cai trị Aleppo và Mosul, song không có kết quả. Quân đội thập tự quyết định tấn công vào Damascus với một lực lượng hùng hậu khoảng 50.000 quân từ phía Tây, nơi mà Jerusalem sẽ cung cấp cho họ một nguồn quân lương ổn định xuyên suốt cuộc chiến. Họ đến Daraya vào ngày 23 tháng 7 với quân tiên phong là quân đội của Jerusalem. Theo sau đó là quân của Louis và cuối cùng là quân của Conrad. Người Hồi giáo đã được chuẩn bị tốt để đáp trả những cuộc tấn công và quấy rối liên tục các đạo quân thập tự ở bên ngoài Damascus vào ngày 24 tháng 7. Nhờ một đợt tấn công đầy nỗ lực do Conrad chỉ huy, lực lượng thập tự quân mới đẩy lực lượng quân Hồi giáo trở lại phía sông Barada và thành Damascus. Khi đến bên ngoài các bức tường thành, quân thập tự đã ngay lập tức bố trí bao vây và sử dụng gỗ từ vườn cây ăn quả để làm các phương tiện công thành. Bên trong thành phố, người dân đã ngăn các đường phố chính và chuẩn bị cho một cuộc tấn công không thể tránh khỏi. Do vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng Hồi giáo và nhân dân, quân đội thập tự nhanh chóng bị đẩy lùi xa khỏi Damascus và rơi vào thế dễ bị tấn công. Theo William của Sutai, ngày 27 tháng 7, thập tự quân quyết định chuyển đến đóng quân ở đồng bằng phía đông của thành phố, nơi có ít các công sự của người Hồi giáo hơn, nhưng cũng ít lương thực và nước hơn. Tuy nhiên, những mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ lúc bấy giờ đã khiến các thủ lĩnh địa phương của quân thập tự trinh từ chối tiếp tục với cuộc bao vây, và ba vị vua đã không còn lựa chọn nào khác, đành phải từ bỏ thành phố Damascus. Đầu tiên là Conrad, sau đó là phần còn lại của quân đội thập tự quyết định rút về Jerusalem vào ngày 28 tháng 7. Tuy vậy, việc rút lui cũng không hề dễ dàng gì, vì số thập tự quân còn lại vẫn bị đeo bám và quấy rối bởi các cung kỵ Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, với việc thất bại trong kế hoạch bao vây và tấn công thành Damascus, ánh hào quang của cuộc thập tự chinh lần thứ nhất cũng chẳng thể cứu vãn nổi kết cục thảm hại của cuộc thập tự chinh lần này. Thất bại trong cuộc thập tự chinh lần thứ hai được xem như là một thảm họa đối với những chiến binh Cơ Đốc giáo, khi đội ngũ quân thập tự bị chia rẽ trầm trọng và không còn sự tin tưởng lẫn nhau. Một kế hoạch mới nhằm tấn công vào Ascalon đã được chuẩn bị, song đã thất bại nhanh chóng bởi chỉ có lực lượng của Conrad đến tham chiến. Khi quân đội thập tự quay về châu Âu, Bernard, người đại diện của giáo hoàng, đã nói rằng thất bại là một sự nhục nhã. Xét cho cùng, thành quả duy nhất mà quân thập tự đạt được trong cuộc chiến lần này chính là chiến thắng ở Lisbon. Chiến thắng này được xem là chìa khóa để mở rộng phong trào tái chinh phục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về tay người Kitô giáo lan rộng và hoàn thành về sau. Ở đất thánh Jerusalem, tình hình dần trở nên tồi tệ bởi thất bại lần này của người Cơ Đốc giáo cũng chính là sự trở lại huy hoàng của người Hồi giáo kể từ sau cuộc thập tự chinh thứ nhất kết thúc. Damascus không còn tin vào các thành bang thập tự chinh nữa và thành phố đã được bàn giao cho Nur al-Din vào năm 1154. Baldwin đệ tam cuối cùng đã chiếm giữ Ascalon vào năm 1153 và đưa Ai Cập vào sâu hơn trong các cuộc xung đột. Liệu những cuộc xung đột này còn dẫn tới một cuộc thập tự chinh khác nữa hay không? Mời các bạn đón xem ở những video sau của Sử Đồ nhé!